Cây xanh mini đẹp như này, đâu ai nghĩ quá khứ của nó là một cây xanh mọc ngoài bờ mương. Sau 3 tháng, mình sẽ lọc mầm và uốn định hình. Trước đó thì mình có cắt phôi lại một chút rồi. Sau 13 tháng, các bạn thấy nó tốt không? Chậu bé, ít đất nhưng mà dễ lan xuống tận đáy chậu. Cây nó vươn dài, cao to chưa? Muốn nhanh lớn thì các bạn trồng một mạch, đừng có cắt. Trồng nhiều đất và tưới đầy đủ. Cây thì mình không dùng phân nhá. Cái này là cục tật của cái cây đấy. Để quay ra mặt sau này. Ở đây cũng có một cái tật nữa này. Nhìn như kiểu khối u ấy. Mình sẽ dựng ngọn cái cành này lên cho nó nhanh lớn. Mình phải cắt hãm những cành kia đi thì cành này mới lớn được. Buộc cái cọc và dựng ngọn lên như này thì cây sẽ tập trung dinh dưỡng vào cành này và nó sẽ lớn và to rất là nhanh. Các bạn muốn tập trung nuôi cành nào thì dựng ngọn cành này lên. Ngọn nó cao nhất thì cây sẽ tập trung dinh dưỡng và tính cành đó là cành ngọn. Mình sẽ giữ mấy cái rễ này lại và nuôi cho nó to ra. Sau thân nó mới quái. Cây này rất là lùn luôn, chưa đầy một găng tay. Các cành thì đều có rễ buông như này, nhìn rất là cổ thụ. Thân thì cũng u cục và nhìn khá là già. Sẹo nó đang bo đẹp rồi này. Các bạn có thể thấy cái mặt sau nhìn nó rất là cơ bắp, nó nở nang nhìn như lực sĩ. Sẹo mặt này thì nó cũng kéo rồi này. Cây này mình nuôi chậu bé và cắt giật nên cũng hơi lâu đấy. Cỡ 3 năm nữa là chơi được rồi. Đây là cái bộ làm cây 8 món. Chơi cây mini thì bộ này là khá ok rồi. 8 món bao gồm kim cặp tròn. Riêng cái kim cặp tròn này thì gần bằng một nửa cái combo này rồi. Tác dụng là khoét vào lớp gỗ và tạo sẹo. Thêm cây kéo cắt cành, kéo tỉa răm. Thêm cây đục để đục gỗ cứng và cây to. Cắt đục xong thì mình sẽ có lọ keo liền sẹo bôi vết thương. Bên trên lọ nhỏ là kích rễ HB101. Thêm cây cơ lách và cuộn dây nhôm. Chọn bộ 8 món giá 550k bao ship. Đặt hàng thì bấm vào mục cửa hàng hoặc inbox cho mình nhá.